Hai ngày nay, nhiều khách hàng đến quán cà phê hẹn nằm ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam hết sức ngạc nhiên trước việc làm ý nghĩa đầy chân tình của chủ quán. Một tấm băng rôn treo ở quán có dòng chữ: từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, vì tinh thần ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị thiên tai lũ lụt nên không thu tiền mặt, rất mong quý khách chuyển khoản trực tiếp đến văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quán cũng chuẩn bị sẵn một tờ giấy có mã QR số tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương để khách chi trả tiền thì quét mã, chuyển khoản trực tiếp vào đó. Anh Nguyễn Hẹn, 37 tuổi, là chủ quán cà phê, cho biết mấy ngày nay xem tin tức trên TV, mạng xã hội, báo đài, thấy cảnh các tỉnh ở phía Bắc bị ảnh hưởng bão mưa lũ tàn phá nặng nề, nên bàn với vợ cách quyên góp này ủng hộ đồng bào vùng lũ. Mình không có cái dự kiến trước, nhưng mà nhiều khi là trưa mình đi lồn về á, mình cũng lướt Facebook rồi đó, mình coi mình nhìn thấy ở cái khu vực ở gần miền Bắc á, thiên tai rất nặng. Hiện doanh thu bình quân của quán mỗi ngày khoảng 2-3 triệu đồng. Rất nhiều khách khi đến uống cà phê rất xúc động. Nhiều người chuyển khoản còn nhiều hơn thế nữa để cùng chung tay chia sẻ với người dân phía Bắc. Trước tác động của cơn bão số 3 cũng như hoàn lưu lũ khiến cho các tỉnh phía Bắc đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đây là lúc người dân cả nước chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Các đoàn cứu trợ có mặt ở nhiều vùng lũ, các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, người dân được hỗ trợ kịp thời và đúng cách của nhiều tổ chức cá nhân cộng đồng. Tuy nhiên, trong những ngày qua, có hiện tượng người tình nguyện đi cứu trợ gặp nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng, rất đau lòng, và cả các trường hợp cứu trợ chưa đúng cách. Suốt từ ngày 8 tháng 9 đến nay, khi miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ quét và sạt lở đất, mưa lớn kéo dài gây ngập úng cho siêu bão gây ra, toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương và nhân dân đều đồng lòng hướng về miền Bắc thân yêu. Cùng với các chuyến hàng cứu trợ kịp thời của cơ quan chức năng, rất nhiều tổ chức cá nhân cũng nhanh chóng vào cuộc với tinh thần ai có công giúp công, ai có của giúp của. Tuy nhiên, theo ngành chức năng, công tác cứu trợ cần được sắp xếp để đảm bảo an toàn, hiệu quả. Người dân là những nhà hảo tâm, các câu lạc bộ, hội, nhóm thiện nguyện, tự phát, hãy hết sức bình tĩnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, thông tin, địa chỉ cụ thể trước khi quyết định đi cứu giúp, hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Bởi nếu không có đầy đủ thông tin, không nắm rõ tình hình ngập lụt, sạt lở, dễ gây mất an toàn cho chính các đoàn cứu trợ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Rất đau lòng và đáng tiếc là vào sáng ngày 10 tháng 9, một đoàn cứu trợ tại vùng ngập lụt ở thành phố Yên Bái bất ngờ bị lật thuyền trong lúc tiếp tế người dân. Vụ việc là một người bị thương, một người tử vong. Nguyên tắc an toàn chung khi các đoàn cứu trợ tới các địa bàn đang có thiên tai, bên cạnh bằng tấm lòng, nhiệt huyết, trước hết cần đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng và thông tin. Tức là chúng ta cần phân biệt rõ những loại nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong từng giai đoạn, kinh nghiệm điều tiết phân phối hàng cứu trợ để những tấm lòng của người hảo tâm được phát huy một cách đúng nghĩa. Dẫu biết một nắm khi đói bằng một gói khi no, mì ăn liền, bánh chưng, bánh tét, hệ bất cứ hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm nào đưa đến tay bà con gặp hoạn nạn đều đáng quý. Nhưng theo các chuyên gia, sẽ đáng quý hơn nếu chúng ta tìm hiểu nhu cầu thực sự của từng nơi và người dân. Ví dụ, người dân ở vùng bị cô lập, ngập nước cần áo phao, nước sạch đóng chai, lương thực có thể để dài ngày như cơm cháy, xúc xích, sữa dành cho trẻ em. Với phụ nữ, nhiều khi nhu cầu hỗ trợ là những vật dụng vệ sinh. Trong hoàn cảnh bão lũ với điều kiện vệ sinh dịch tễ kém, việc có sản phẩm vệ sinh phụ nữ sạch sẽ cũng là điều cần thiết. Nhiều báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng phụ nữ là đối tượng dễ bị tổn thương hơn trong các thảm họa thiên tai, nên việc cung cấp các sản phẩm đặc thù cho một nhóm người cụ thể cũng là điều quan trọng. Điều này tương tự với nhu cầu của trẻ em hay người cao tuổi. Theo tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, người dân vùng bão lúc này đang cần giúp đỡ nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men. Sau đó quy động sức mạnh tiền của để khôi phục lại sự mất mát về nhà cửa, đường xá, phương tiện. Chúng ta có nhiều hàng hóa nhưng bị trùng lập, chỗ cần thì không có,
chỗ thì lại thừa. Do vậy cần chuyển đúng đối tượng và sẽ rất tốt nếu phân bổ người tới các vùng thiên tai hợp lý. Ví dụ thợ điện có thể đi hỗ trợ những nơi vẫn chưa có điện, ai giỏi cơ khí gia dụng có thể hỗ trợ các vùng cần xây dựng lại nhà cửa. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng cho rằng, cứu trợ cứu nạn dùng bão lũ đó là một môi trường đặc biệt. Những người tham gia cứu trợ là những người có kinh nghiệm, có công cụ, chuyên môn, am hiểu về địa chất, địa lý, dòng chảy, vùng dân cư mới an toàn. Nếu chúng ta không hiểu biết về cuộc sống nơi đó, sẽ không phát huy được tác dụng cứu trợ. Đi cứu hộ cứu nạn lại trở thành nạn nhân. Nhiều chuyên gia lưu ý với các nhóm thiện nguyện, các đoàn cứu trợ, hãy học cách và hành động của các lực lượng như công nhân ngành điện lực, viễn thông, nhân viên công viên cây xanh. Tức là phải nắm trước thông tin, địa chỉ cần hỗ trợ, giúp đỡ, liên lạc cụ thể với những người có trách nhiệm nơi đến, để nghĩa cử và hành động tốt đẹp của mình phát huy được hiệu quả, để những món quà nặng nghĩa đồng bào ở các tỉnh thành ủy quyền cho mình ban đi sẽ tiếp tế đúng địa chỉ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân dùng thiên tai hoạn nạn.